Xin chào các bạn, Đồ Gỗ Minh Nghệ ra xin giới thiệu tới các bạn mẫu sản phẩm vòng gỗ nu huyết rồng VIP loại 2. Mẫu sản phẩm vòng gỗ nu huyết rồng VIP loại 2 của chúng tôi có những đặc điểm sau. Đặc điểm thứ nhất đó là mật độ các hạt nu hoa của chú vòng chiếm khoảng 50%. Đặc điểm thứ hai đó là chú vòng có một mùi thơm rất là dễ chịu, một mùi thơm vô cùng đặc biệt. Một mùi thơm không thể lẫn đi đâu được, và một mùi thơm chỉ có ở vòng gỗ nu huyết rồng VIP. Đặc điểm thứ ba đó là 100% các hạt vòng của chúng tôi đều có thấu quang.